Tổng thống của nước Pháp cho 5 năm tới vẫn là ông Emmanuel Macron. 8 giờ tối qua, kết quả bầu cử được công bố trên truyền hình. 58% là kết quả kiểm phiếu sơ bộ, nhưng chiến thắng của ông Macron đã là chắc chắn. Bà Le Pen chỉ giành được có 42% tổng số phiếu. Tỷ lệ cử tri không đi bầu cử cao hiếm thấy, ước tính lên tới 28%. Tỷ lệ cử tri có đi bầu nhưng bỏ phiếu trắng chưa được công bố, nhưng cũng được dự đoán là cao hơn lần trước. Ngay khi kết quả bầu cử được công bố, Đảng Nền Cộng Hòa Tiến Bước của ông Emmanuel Macron đã tổ chức meeting mừng thắng lợi ngay ở chân tháp Eiffel. Ông Macron thắng cử là tin tốt lành đối với tiến trình xây dựng ngôi nhà chung châu Âu và toàn cầu hóa kinh tế. Quan điểm nhất quán của ông Macron về một châu Âu có chủ quyền, tự chủ về quốc phòng và năng lượng chắc chắn sẽ được đẩy mạnh hơn nữa trong nhiệm kỳ Tổng thống 5 năm tiếp theo đây.